Giang Phương Auto đang thực hiện việc lắp đặt bộ van cảm biến áp suất lốp cho K12 cho một con Chevrolet. Hiện tại cửa hàng Michelin. Đây là cảm, đây là van của xe đây ạ. Van đâu? Anh để trên kia em đây. Lắp đúng vị trí lốp van luôn cho anh nhé. Nổ máy được em ơi. Anh vào trong ngồi uống nước. Quy trình lắp van vào la răng đây ạ. Cho một lốp đây ạ. Khi thực hiện lắp van xong thì sẽ đưa lên để cân bằng động. Hệ thống cân bằng động của Michelin đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn và đúng quy định.
lốp thì sẽ được bơm bằng khí nitơ nhé. Xong thanh răng của C5 rồi. Một trong những quá trình lắp van cảm biến tại Đăng Phương Auto. Như vậy là chúng ta sẽ có một bộ cảm biến áp suất lốp để sử dụng rồi ạ. An toàn, cảnh báo lốp khi mà lon hoặc là không đủ cân theo tiêu chuẩn. Với van trong này thì thời gian sử dụng cái pin này sẽ rơi vào khoảng từ 4 đến 5 năm. Còn đây là màn hình ạ. Hiện tại thì đã hết được 2 quả. Cái bộ K12 này thì được phân phối độc quyền bởi shop Đăng Phương Auto, thương hiệu Kinh Auto. Đây là màn hình hiển thị đấy ạ. Khi chúng ta bơm đủ 4 lốp thì sẽ hoàn toàn là sử dụng bình thường. Các bác cần hỗ trợ về sản phẩm, tư vấn lắp đặt hoặc đồ chơi cho tất cả các dòng xe thì có thể để lại thông tin ạ. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn.